Đó các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì mình là Cáo Nhỏ VN đây. Thì đây là tập tiếp theo nha các bạn. Bây giờ tập này mình sẽ xây cho mình một cái ruộng và hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Cago VN đây. Trong video hôm nay mình sẽ đi review map 300 ngày của mình và ăn mừng 1 năm làm YouTube của mình nha các bạn.